Trong giai đoạn 2020-2022, việc phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa ban dân vận, cơ quan quân sự các cấp và đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được tăng cường. Trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, nhất là người đứng đầu, chỉ huy các cơ quan đơn vị đối với công tác dân vận được nâng lên. Thái độ và phương pháp tiến hành tuyên truyền vận động của cán bộ chiến sĩ theo hướng sát dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân trong thời gian tới công tác phối hợp tập trung vào việc tuyên truyền vận động cán bộ chiến sĩ và nhân dân chấp hành thực hiện đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tham gia phát triển kinh tế xã hội giúp dân xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai hỏa hoạn dịch bệnh tìm kiếm cứu nạn trao đổi tình hình dư luận xã hội nhất là những diễn biến có thể tạo thành các điểm nóng vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn